Giới thiệu với cả nhà, đây là cây hoa giấy của mình nuôi nhá. Trồng đã rất là nhiều năm rồi, cây này phải 6-70 năm các bạn nhé. Đấy, nguồn gốc của cây này nó có lịch sử rõ ràng, cắt giật bao nhiêu vết mà nó lên như này, không có thời gian làm. Thế nên để ở ngoài nó phóng lên nuôi phóng to, thế là bây giờ nó bị hỏng lũa. Thế bây giờ mình tiến hành mình cắt. Cắt là lấy cái thằng này mình dâm. Thế còn là cái thân chính chơi cái cây này. Chơi cái thân này. Đấy. Đấy, để cho mọi người xem đây. Cắt liều một phát xem nó ra có ra được một tác phẩm đẹp không nhá mọi cả nhà nhá. Cắt liều xem là có ra được tác phẩm hoa giấy đẹp không. Thấy không? Đây. Phần trên đây. Đấy. Giờ trời tối rồi nhưng mà vẫn phải tiến hành phải làm thôi. Mọi người theo dõi video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Rồi mình sẽ tiến hành làm. Đấy, cho mọi người xem này. Vành đây là 80 nhá. Đấy. Đây là 85 này. Đấy. 85 nhá. Đây mọi người xem. Cao đây là 80 này. Đấy, và đến đây là 1m1. Đấy. Cây hoa giấy này là tuổi đời của nó rơi vào độ khoảng 6-70 năm rồi các bạn. Về tay mình nuôi là 15 năm. Thế còn trước đấy là nó khoảng 40 năm, 40-50 năm là nó là một cái xưởng cơ khí ở Hà Nội, ở phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa. Có một cái xưởng cơ khí của gia đình họ làm đấy, thì họ có cái cây hoa giấy này để làm tán cho nó mát. Và đến lúc hơi cùn. Này phải cưa máy các bạn. Cưa máy mới đỡ nổi. Đây nha mọi người nha. Đấy. Đây này. Vừa cắt xong này. Mình cứ tưởng là nó bị lũa. Nhưng mà hóa ra nó cũng cây này nó quá già luôn. Đấy, cho nên là thân nó như thế này. Khủng chưa? Thân gỗ. Chắc nịch luôn.
Ui, mệt quá. Đây mọi người ơi. Đấy nha. Đấy. Này lũa này. Lũa phải cắt bỏ. Cắt bỏ cái phần lũa này. Không biết. Đấy, thành cây nuột rồi các bác. Biết thế lúc nãy cắt, cái lúc nãy cắt sâu như thế thì được dâm được cái gốc đẹp. Đây này, ui, đấy, thì nó lũa đây cho nên là phải hy sinh, tiếc quá. Thôi cắt phát này mai là bôi keo vào nhá. Mai bôi keo hết đây. Xong nuôi mầm đây hoặc là cái mầm ở đây. Bay ra đây. Cho nó bít cái vết sẹo này. Đấy. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá.